Hai con xe này nó hẹn nhau ra mắt và nó đáp ứng được cái nhu cầu của khách luôn, là phải làm sao cho có bộ phụ tùng truyền động 100% là của Shimano 105 mới 2024. Và cái con xe Twister R12 đây có giá là 33 triệu đồng và cái con Sava X9.9 này có giá là 30 triệu 990 ngàn đồng. Thì tại sao cái con xe Twister này nó đắt tiền hơn? Đó là cái cặp đĩa của nó các bạn. Cái cặp đĩa phanh của nó đều là cặp đĩa của Shimano và Centerlock, chỉ cần thả vào là nó ăn ngay khớp. Còn đối với cái con Sava X9.9 này á, thì cái cặp đĩa của nó thì nó sẽ là một cái cặp đĩa cũng Centerlock nhưng mà nó sử dụng một hãng bên thứ ba các bạn ạ. Trên hai cái con xe này mình đặc biệt ấn tượng á là bộ phụ tùng truyền động của nó sử dụng từ giò dĩa nè, từ trước nè, từ sau nè, tiếp nè, cả cái xích nhé đều là của Shimano cả. Đa số những cái mẫu xe của Sava hay Twister á, họ sử dụng cái xích của KMC để thay thế cho cái mức giá nó tốt hơn. Nhưng ngày hôm nay họ đã thay luôn cả cái xích này là của Shimano luôn nha các bạn. Và ngoài ra các bạn cũng có cái tay lắc của Shimano 105. Chúng ta có điều khiển được 12 lớp sau, hai dĩa trước và giò dĩa cũng sẽ là giò dĩa 50/34 phổ biến nhất để cho các bạn có thể đi được nhiều cái địa hình khác nhau, tốc độ khác nhau. Cả hai cái con xe này nằm ở mức giá trên 30 triệu đồng cho nên là chắc chắn nó sẽ được trang bị một cái cặp phanh dễ dầu để giúp cho các bạn có thể kiềm hãm cái con xe nó tốt hơn. Nhưng mà đối với cái tính chất kỹ thuật cũng như là cái sự đồng bộ á, thì cái con R12 này nó sẽ có luôn cả cái cặp đĩa phanh của Shimano cho các bạn. Trên hai cái con xe này á, nếu như mà chúng ta cân đo đong đếm với nhau á, thì chúng ta sẽ khó mà so sánh được. Tùy theo cái khẩu vị của mỗi người để chúng ta chọn một cái con xe phù hợp với mình để mình đi thôi. Ví dụ giống như cái con Sava X9.9 này, nó sẽ có được cái tem UCI trên cái khung sườn. Nhưng mà đổi lại con R12 này, các bạn sẽ có một cái mã màu là màu đỏ màu, màu Chameleon rất là đẹp. Những cái mã màu này thì thường là phải thu thêm tiền để mới sơn được cái mã màu này trên khung carbon. Nhưng mà các bạn bỏ ra mức giá 33 triệu đồng là các bạn đã có luôn cái mã màu này trên con Twister R12. Cả hai con xe này đều đi theo cái ngôn ngữ thiết kế, đó là dây đi âm vào bên trong hoàn toàn các bạn. Thì với Twister R12 thì nó sẽ giống như DNA của những con xe Twister mà các bạn mua rồi. Thì dây đi âm vào bên trong và tay lái đều là của Twister thiết kế để nó phù hợp với cái cảm giác lái của con xe Twister. Sava cũng đi theo một cái khuynh hướng, nhưng mà với cá nhân mình thì cái tay lái của cái con Sava nó dài hơn một chút xíu. Cho nên nếu các bạn mà chúng ta cao á thì chúng ta có thể chọn con Sava, nó sẽ có size nhiều hơn, nó dễ chọn size hơn. Với con xe Twister thì các bạn sẽ có một cái cặp vành, nó mang một cái tính chất khoe khoang hơn rất là nhiều. Đây là cái cặp vành của Campanello, thì đây là cặp vành rep 11 nha các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái kích thước, hình dáng cũng như là những cái chi tiết kỹ thuật nó sẽ follow hết theo cái Campanello chính hãng. Và ngoài ra các bạn sẽ có một cái đùm tương tự như cái cặp vành chính hãng luôn, và các bạn sẽ có một cái tiếng kêu, cái độ trớn các thứ mình thấy nó cũng không thua gì cả. Nếu như chúng ta mua chỉ để tập thể dục thể thao có cần cái độ trớn thì các bạn có thể tham khảo cái cặp vành này rất là ổn định trên cái con Twister R12 giá 33 triệu đồng này. Còn đối với cái con Sava X9.9 á, thì cái cặp vành này thì là một trong những cái cặp vành của Sava các bạn ạ. Thì họ cũng sẽ dựa trên ngôn ngữ thiết kế từ những cái cặp vành khác và bám theo cái độ trớn nhất định, thì nó sẽ có cái tiếng kêu nhỏ hơn. Trên cả hai cặp vành này thì mình thấy là độ trớn, độ kêu thì nó sẽ mang cái tính giống nhau, chỉ có một cái là cái Campanello ở bên này nó làm cái tiếng kêu nó kêu hơn một tí xíu. Cho nên nếu các bạn nào mà đi ra ngoài đường thì con Twister R12 nó sẽ nổi bật hơn. Đây là hai cái mẫu xe đạp đua cao cấp mà bên mình mới về để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng, yêu cầu là phải có đồng bộ 100% bộ phụ tùng Shimano 105 từ giò dĩa, đề trước, đề sau, xích, líp, phanh, tay lắc đều phải là Shimano 105 mới 2024, 12 líp sau. Và đặc biệt hơn á thì đối với cái con Twister các bạn sẽ có luôn cả cái đĩa này đều là của Shimano cả. Thì đây là cái xe mà các bạn có thể có được 100% bộ phụ tùng của Shimano 105 trên cái mức giá là 33 triệu đồng. Còn đối với Sava X9.9 thì các bạn sẽ bỏ ra là 30 triệu 990 ngàn. Hai cái con xe này đều theo cái ngôn ngữ thiết kế là những cái dòng xe đạp đua hết. Nên nếu như các bạn nào mà chúng ta muốn có một cái con xe mà kích thước theo một cái con xe thi đấu quốc tế có tem UCI thì các bạn sẽ chọn Sava X9. Còn nếu như các bạn nào chúng ta muốn có một cái bộ phụ tùng cao cấp 100% đồng bộ cũng như là cái mã màu trên cái khung sườn carbon Emilian màu đổi màu cao cấp của năm 2024 thì các bạn sẽ chọn Twister R12. Nó sẽ nghiêng về cái con xe đi tập thể dục thể thao cao cấp. Cả hai con xe này rất là nhẹ nha các bạn. Full carbon, phanh đĩa, bộ phụ tùng Shimano 105 2024, 12 lít sau. À đặc biệt nha, cái con Twister R12 này các bạn mua là sẽ được cái bê đanh cá đi giày chuyên cho xe đạp. Cho nên nếu như các bạn mua con xe này, các bạn đã có được cái con xe
dường như là chúng ta có thể mang cái giày cá để đi con xe này rồi, khỏi cần phải mua thêm. Hy vọng rằng hai chiếc xe này sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng của Tâm Đức, yêu cầu là bộ phụ tùng phải là 100% của Shimano. Ở đây đã về hàng 30.990.000 đồng cho Sava X9.9 và 33.000.000 đồng cho Twitter R12. Các bạn có cái khẩu vị nào hãy comment bên dưới cho mình biết về hai con xe này.